trong mắt bồ tát nhìn tất cả chúng sanh toàn đều là bồ tát chắc chắn không có phân biệt lúc họ mê muội phật bồ tát chỉ sanh tâm lân mẫn tâm đồng tình nhanh chóng giúp đỡ họ đoạn nghi sanh tính Quay đầu là bờ Giúp đỡ họ Chắc chắn không có oán hận Làm cha mẹ nhìn thấy con cái không hiếu thuận Không nghe lời, không hiếu học Vẫn còn tức giận Phật Bồ Tát không vậy Cha mẹ vì sao sẽ tức giận Vì cha mẹ mê hoặc Chưa giác ngộ Phật Bồ Tát giác ngộ rồi Hiểu rõ rồi Chắc chắn sẽ không tức giận Những biểu hiện của Phật Bồ Tát Chắc chắn là Bốn đức mà trong Hoàng Nguyên Quán nói Trong tất cả các thời tất cả các nơi tất cả cảnh duyên quý vị tỉ mỉ quan sát họ hiển lộ ra chính là bổn đức tùy duyên diệu dụng oai nghi hữu tắc Oai nghi là giáo hóa chúng sanh Thân hành Nhu hòa chất trực Đại chúng sanh khổ Thị hiện tại thế gian này Đây chính là chịu khổ thay chúng sanh Thế gian là như thế nào họ hoàn toàn hiểu rõ Họ có khổ không? Họ không khổ Họ không vui nhưng họ giống như biểu diễn trên sàn sân khấu họ phải diễn giống như thật biểu diễn không phải là vì bản thân là vì chúng sanh thân giáo ngôn giáo thân giáo đều là vì chúng sanh không phải vì bản thân bản thân đã viên mãn đã thành phật rồi là vì chúng sanh Đây gọi là thay chúng sanh chịu khổ Cho nên nghe kinh nghe Pháp Họ có thể nắm giữ được trọng điểm Đắc văn yếu tân Nghe được bộ phận quan trọng của Phật Pháp